Chào cô chú, hôm nay em Nhi sẽ giới thiệu một sản phẩm mới, đó chính là lương khô. Đó, lương khô này có tổng cộng 13 vị. Nào thì vị lương khô rút thịt nè, vị matcha nè, rồi vị vi năng lượng nè, vi năng lượng hạt điều nè, rồi tiếp theo là ốc chó nè. Cái này là tổng các hoa quả lại nè. Cái này là mè đen nè, mè đen. Còn cái này á là viên yến mạch nè. Rồi cái này á là hoa quả nè, trộn lại nè. Còn cái này là việt quất nè. Cái này là gạo lứt nè. Cái này kiwi. Còn cái này á là sô cô la chip. Cái này là hạt nhân. Có tổng cộng 13. Có tổng cộng 13 vị khác nhau. Và mỗi vật như vậy là sẽ có 19 cái. Đó. Bao bì rất là đẹp nha, ghi chữ rõ ràng không mờ. Và cái này thành phần của nó là bột mì, đường, dầu thực vật, bơ, bột nở, sữa, bánh kem, bột lòng trắng, trứng. Đó, đây là những các nguyên liệu trong gói bánh nha. Gói bánh được hút chân không, nhìn rất là đẹp. Giờ này An Nhi sẽ mở ra và ăn thử cho mọi người xem nhé. Cách mở cũng rất là dễ dàng. Mình nhìn lên cái gói chỗ này nè là sẽ có cách mở đây. Đây, vị chocolate chip. Vị nó gần giống như một chút sô-cô-la và một chút cà phê. Hòa quyện lại thêm một chút bơ ngọt ngọt. Ăn rất là ngon. Cái này ăn một cái, uống nước gào là y chang mình đã ăn hai chén cơm rồi đó. Rất là ngon. Ai rất thì nhớ ủng hộ nhà Nhi nha. Cái này á nhờ sẽ có những các loại màu khác nhau. Đúng không? Kiwi thì sẽ là màu xanh nè. Gạo lứt ăn kiêng thì sẽ là một hình màu trắng này. Các loại nguyên liệu trộn lại nè, màu vàng. Còn này, ốc chó thì màu bạc. Bên trong sẽ có hình gia đình. Màu nâu. Hạt nhân thì sẽ có màu xanh. Yến mạch thì sẽ có màu trắng vậy nào. Đây nha. Đây á, viên năng lượng á thì bên ngoài sẽ màu bạc, bên trong thì sẽ là màu cái hình là con người đang leo núi. Đây là việt quất á thì sẽ có một tí kiwi, không phải kiwi, matcha trên á thì sẽ có màu bạc, dưới màu xanh. Mè đen đã có người ăn rồi. Ngoài màu bạc nha, bên trong có cô gái đang đánh cầu lông nha. Rút thịt thì sẽ có màu xanh nhẹ nè. Bên trong sẽ có màu xanh khác đẹp. Và bên trong có tô thịt, tô chả bông gì đó.
cái này cũng là loại tổng hợp các rau củ lại với nhau đó nha, rất có nhiều loại, các cô chú có thể xem và tùy lựa chọn. Nha, cái này trộn là sẽ có màu đỏ cũng giống như cái bao bì của nó. Màu rất rõ ràng, chữ cũng rất rõ. Mỗi cái thì có vị khác nhau, không giống nhau. Đây là vị matcha, túi bên ngoài có màu xanh và có hình của một cái bột matcha nè, cái bột matcha nè, và có những lá xung quanh rất là tự nhiên đó. Tất cả đều có nguyên liệu giống nhau, nhưng mà trừ ra là cái nguyên liệu giống như sô cô la này, màu đen này, rồi rút thịt này, là nó cái phần đó là khác nhau thôi đó. Chứ còn phần bơ này, phần tráng trứng này, rồi bánh kem này, rồi gì đó nữa là nó sẽ giống nhau hoàn toàn, không khác nhau. Bữa nay hôm nay của Nhiên đã xong. Bye bye mọi người. Bye bye cô chú.